có đơn cần giao ở trong phố. Nhưng mà nếu cậu mệt quá thì để tôi gọi app vậy. Không, em chạy được mà. Trời nóng nôi như thế này, cậu vừa về mà bắt cậu đi luôn thì kể cũng hơi ngại. Thế nhưng mà khách người ta cần gấp. Thôi, cậu chịu khó rồi tôi bồi dưỡng thêm nhá. Vâng, vâng. Thôi để em. Thôi để em. Ấy, cần cái tay không đổ nước bây giờ. Vâng, vâng. Tổng đơn hàng này 2 triệu cả ship nhá. Vâng. Cậu ứng trước cho tôi đi. Lát nữa giao hàng cho khách rồi lấy tiền về thẳng nhà luôn, không cần phải qua đây nữa. 2 triệu anh. Ừ. Alo. Anh có cái đơn hàng xa quá mà lại không biết đường. Chờ không kịp về đón con đâu, xong mình về mình đón nhá. Hôm nay hàng uống cả đống, em phải ở lại làm thêm giờ để kịp trả. Nếu mà em không kịp đón con ý, thì bỏ đi. Tiền trả trong thêm còn hơn tiền anh đi ship chứ. Thế thôi em làm đi nhá. Bố ơi, cho con là chơi đi mà. Không được, phải đi về chứ con. Bố ơi, cho con là chơi với các bạn đi bố mà. Bố đang rất là bận, hiểu chưa? Bố cho đi ăn kem nhá. Bố ơi, cho con chơi với các bạn nhỏ em mà. Mai nhá, mai bố cho chơi nhá. Bà. Con chào bà. Cậu Xuân thằng bé, con đi vào chơi với cô Xuân nhá. Vâng ạ. Để cho bố đi kiếm tiền mua sữa cho con. Bà cho con gửi cháu đây một lúc. Nay mẹ nó bận quá không xin về sớm đâu bà. Được rồi, cứ để nó chơi ở đây. Vâng. Hai vợ chồng đi kiếm tiền đi, không có mà chết đói à. Dạ vâng vâng ạ, con đi đi ạ. Ừ. Dạ em nghe ạ. Cậu đã đến nơi chưa? Khách người ta hò hò như hò đò mà vẫn chưa nhận được hàng. Em đang đi đây rồi. Vâng vâng, em đang đi đây rồi ạ. À cô ơi. Cháu hỏi chị ạ. Số 78 đường Hoàng Hoa nằm đâu cô nhỉ? Số 78 à? Dạ. Số 78 là số cũ rồi. À đấy ạ. Bây giờ nó nằm bên lẻ cơ. Thế cậu để tôi chỉ cho. Bây giờ cậu đi đến chỗ kia. Đó, cậu rẽ phải. Rồi cậu rẽ trái. Đến cái chỗ mà có cái biển tôn xanh xanh ấy. À, ừ. Vâng. Cậu đi thẳng. Nhớ chưa? Bên trái có cái nhà cao tầng ấy, màu vàng vàng ấy. À. Cậu bỏ qua. Cậu đi tiếp. Đi kịch, không đi được nữa. Thì cậu rẽ phải. Rồi cậu rẽ phải tiếp. Số 78 nó nằm ở đấy chứ ở đâu. Ừ. Sao đường nó lăn léo thế cô nhỉ? Ôi, đường nó ở mồm ý. Vâng. Nhá. Alo anh ơi. Vâng, em bên cửa hàng hải sản em ship đồ. Anh xuống lấy hộ em ấy. Ông đi kiểu gì đấy? Bỏ ra đường mà giờ mới giao hàng. Tôi đi rồi. Anh thông cảm, đường nó đông quá. Thế anh xem có người nhà nhờ hộ em với ạ. Nhà tôi chả có ai ở nhà cả. Tôi đang về quê rồi. À thế anh ơi, alo ạ, thế anh đi đến đâu rồi để em đuổi theo? Thôi khỏi, mà tôi đã nói với chủ cậu rồi, giao trước 5:30 thì hay sao, còn không thì tôi phải đi, giờ chịu, cầm về mà ăn. Ôi đồ anh ơi, alo ạ.